Tế bào chết Zonat là dòng sản phẩm luôn được các chị em tin dùng và sử dụng. Sản phẩm không chỉ giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, tái tạo làn da mà còn giúp da trở nên trắng sáng và tươi tắn hẳn đi. Đồng thời bổ sung thêm dưỡng chất giúp dưỡng ẩm da sâu. Sản phẩm tế bào chết Zonat giá bao nhiêu là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ giới thiệu rõ hơn về mức giá của dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi mua hàng, để không phải băn khoăn về sản phẩm, chị em phải nắm chắc được giá niêm yết chung trên thị trường là bao nhiêu. Sản phẩm tế bào chết Zonat cũng vậy. Tất nhiên chị em khá hoang mang khi tìm kiếm ở nhiều nơi. Những lưu ý chị em nên chọn các trang chuyên về mỹ phẩm, dưỡng da và bán đa mặt hàng và uy tín để so sánh về giá. Vì những shop này công khai giá chắc chắn sẽ có giá thành phù hợp nhất. Hơn nữa, giá tế bào chết Zonat thì có từ rẻ đến mắc đều rất nhiều, nên bạn nhớ mua ở những shop bán hàng chính hãng và có tâm một chút để bạn yên tâm. Không sợ mất tiền mà chỉ sợ làm hư da mặt thôi. Và sản phẩm này rất được các spa sử dụng vì khách hàng hài lòng nhiều lắm. Tuy nhiên họ bán với giá cực kỳ cao, cao hơn nhiều lần so với giá trên thị trường. Có nơi spa bán một chai 5ml tận 500.000 đồng, tức là một hộp đến 5 triệu lận. Nhưng họ sẽ không cho bạn biết đó là chất gì. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì spa họ phải nuôi cả một hệ thống máy móc và nhân sự, cũng như tiền thuê mặt bằng rất lớn nên phải bán giá cao thì mới có lời. Và họ sẽ che giấu thông tin sản phẩm để bạn không biết được. Hiện nay dòng sản phẩm tế bào chết Zonat trên thị trường được bán với giá khoảng 370.000 đồng trên một hũ. Giá này cũng khá phù hợp cho các em chị em nhà mình đấy. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng sản phẩm giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người. Khi mua hàng, để không phải băn khoăn về sản phẩm, chị em phải nắm chắc được giá niêm yết chung trên thị trường là bao nhiêu. Sản phẩm tế bào chết Zonat cũng vậy. Tất nhiên chị em khá hoang mang khi tìm kiếm ở nhiều nơi. Những lưu ý chị em nên chọn các trang chuyên về mỹ phẩm, dưỡng da và bán đa mặt hàng và uy tín để so sánh về giá. Vì những shop này công khai giá chắc chắn sẽ có giá thành phù hợp nhất. Hơn nữa, giá tế bào chết Zonat thì có từ rẻ đến mắc đều rất nhiều, nên bạn nhớ mua ở những shop bán hàng chính hãng và có tâm một chút để bạn yên tâm. Không sợ mất tiền mà chỉ sợ làm hư da mặt thôi. Và sản phẩm này rất được các spa sử dụng vì khách hàng hài lòng nhiều lắm. Tuy nhiên họ bán với giá cực kỳ cao, cao hơn nhiều lần so với giá trên thị trường. Có nơi spa bán một chai 5ml tận 500.000 đồng, tức là một hộp đến 5 triệu lận. Nhưng họ sẽ không cho bạn biết đó là chất gì. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì spa họ phải nuôi cả một hệ thống máy móc và nhân sự. Tế bào gốc Zonat hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tế bào gốc Zonat hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.